Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời lượng dành cho bản tin nhật ký cuộc sống của kênh VTC14. Tôi là Thanh Huyền. Hôm nay thứ hai, ngày 11 tháng 1 năm 2016, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Nhiệt độ miền Bắc giảm sâu do ảnh hưởng không khí lạnh. Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện Bạch Mai báo cáo vụ tuồn rác thải y tế ra ngoài gây xôn xao dư luận vài ngày qua. Dự án nước sạch trị giá hơn 20 tỷ đồng đắp chiếu và câu chuyện về sự lãng phí khó chấp nhận tại thủ đô Hà Nội. Tin quốc tế, Mỹ điều máy bay ném bom chiến lược B-52 đến Hàn Quốc vài ngày sau khi Triều Tiên thử bom nhiệt hạch. Vì sao rượu và thuốc lá lại có mối quan hệ chặt chẽ với nhau? Câu trả lời sẽ có trong phần cuối của chương trình. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, thời tiết miền Bắc đang thể hiện rất rõ những biểu hiện của một mùa đông ấm như nhiều nhận định trước đó. Dù đã qua tiết tiểu hàn gần một tuần, nhưng thời tiết ở miền Bắc vẫn là những ngày nắng ngập tràn, thậm chí là có phần nóng bức. Hôm nay không khí lạnh tràn về, nhưng trời chỉ chuyển mát chứ không rét. Chiều nay, không khí lạnh yếu tràn về đã làm cho nhiệt độ tại Hà Nội giảm khoảng 4 độ so với cùng thời điểm của ngày hôm qua, 24 độ so với 28 độ. Trời đã dịu mát hơn. Thế nhưng nhiệt độ cũng không thể giảm sâu hơn khi vẫn là những sóng lạnh yếu, nhỏ, tràn về như các đợt trước. Với mức nhiệt này thì Hà Nội càng trở nên đẹp hơn trong nắng vàng man mát, trong dáng vẻ đặc trưng của mùa thu, chứ không phải là mùa đông lạnh. Trong khi đó, ở vùng núi thì trời có rét hơn đồng bằng, nhưng mức nhiệt cũng vẫn ở mức cao hơn so với cùng kỳ. Dự báo trong cả tuần này sẽ chẳng có đợt không khí lạnh mạnh, trời chỉ mát hoặc se se lạnh vào ban ngày, hoặc rét nhẹ nhàng khi về đêm. Từ chiều tối ngày 14 đến trưa ngày 15 tháng 1 sẽ là khoảng thời gian dễ có mưa nhất trong tuần này. Xác suất mưa khoảng từ 50 đến 60%, nhưng chỉ là dạng mưa rào nhẹ. Còn các ngày khác trong tuần, lượng mưa gần như bằng không. Phải sang đầu tuần sau mới có một đợt mạnh tràn về. Trời sẽ lạnh hơn, nhưng cũng khó có thể gây rét đậm. Thời tiết chưa kịp nắng ấm thì lại đột ngột chuyển lạnh, đã khiến nhiều trẻ mắc các bệnh lý hô hấp phải nhập viện điều trị trong thời gian dài. Tại khoa nhi của Bệnh viện Bạch Mai những ngày này, số trẻ nhập viện vì các bệnh lý viêm đường hô hấp tăng từ 20 đến 30%, trong đó có nhiều trẻ sơ sinh khoảng 1 đến 2 tháng tuổi bị viêm phổi nặng và viêm tiểu phế quản. Còn tại Bệnh viện Nhi Trung ương, lượng trẻ đến khám những ngày này cũng dao động từ 1.500 đến 2.000 lượt bệnh nhi mỗi ngày, tăng gần 20% so với bình thường, chủ yếu là các bệnh viêm phổi, viêm phế quản ở trẻ. Các bác sĩ cho biết những thay đổi thất thường của mùa đông tại miền Bắc trong những ngày qua, nóng về trưa, lạnh về chiều tối đã khiến trẻ dễ mắc bệnh về đường hô hấp. Nhiều trẻ sức đề kháng chưa thích nghi được với sự thay đổi của thời tiết nhanh chóng trong ngày nên rất dễ mắc bệnh. Các bác sĩ cũng khuyến cáo với dạng thời tiết như hiện nay, các bậc phụ huynh cần giữ đủ ấm cho trẻ khi đêm và sáng nhưng phải đảm bảo thông thoáng, mát mẻ khi trời nắng nóng vào ban ngày. Vâng, mùa đông ấm hơn thường lệ ở miền Bắc cũng một phần nguyên nhân đến từ hiện tượng El Nino hoạt động mạnh nhất trong vòng 60 năm qua. Chưa khi nào cụm từ El Nino lại được nhắc đến nhiều như trong thời gian vừa qua và gây ra nhiều thiệt hại cho khắp các vùng miền trên cả nước. Phóng sự sau của VTC14 sẽ giúp quý vị và các bạn có cái nhìn rõ hơn về những tác động này. El Nino trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là đứa trẻ. Nhưng đứa trẻ này có vẻ như hơi ngỗ ngược, nên mỗi khi xuất hiện đều gây ra những tác động lớn đến khí hậu trái đất. Bản chất của hiện tượng này là các dòng nước nóng trên bề mặt, thông thường tích tụ tại phía đông Thái Bình Dương, đột ngột dịch chuyển về phía Tây, dẫn đến mưa lớn tại miền Tây của châu Mỹ, nhưng lại gây hạn hán ở Đông Nam Á và châu Úc. El Nino là một hiện tượng tự nhiên. Thực ra cái bản chất nó là cái sự gia tăng cái nhiệt độ bề mặt nước biển và nó tạo ra một cái sự cái dòng trước đây nó gọi là cái dòng nước nóng đấy, nó luân chuyển ở phía nam Thái Bình Dương. Thế thì cứ mỗi khi mà có cái hiện tượng gia tăng của cái mực nước biển nhiệt độ nước biển trung bình đó, nó chỉ khoảng 0,8 hoặc là 1 độ thôi,
Nếu như năm nay thì hơn, năm nay là có thể đến khoảng 2 độ, hơi gần 2 độ gì đó. Thế thì cứ mỗi khi nó lên như thế thì nó tác động đến hệ thống khí hậu của trái đất. Quả thực trong năm qua, hạn hán và nắng nóng đều vượt các mốc khí tượng ghi nhận trong lịch sử. El Nino kỳ này khởi phát từ cuối năm 2014 và đã có tác động trong cả năm 2015, đồng thời có khả năng tiếp tục duy trì cường độ mạnh trong những tháng mùa đông xuân tới. El Nino gần như là mất mùa bão trên khu vực Thái Bình Dương. Bão vào Việt Nam thì chỉ có 5, nhưng đổ bộ trực tiếp thì chỉ có 2, thấp hơn trung bình nhiều năm. Bão ít, mưa cũng ít, dẫn đến thiếu nước nghiêm trọng trên toàn bộ hệ thống sông suối. Mùa khô sắp tới đây sẽ còn khốc liệt và gay gắt hơn cái mùa khô vừa rồi. Bởi vì năm 2014 chúng ta đã ít mưa rồi, 2015 lại ít mưa nữa nên là các cái tích trữ nước và các cái hồ chứa nước nó vẫn không đủ ở cái khu vực miền Trung, đặc biệt là Tây Nguyên. Tây Nguyên, miền Trung và một cái việc nữa là do năm nay không có lũ ở đồng bằng sông Cửu Long nên cái xâm nhập mặn năm nay sẽ xuất hiện sớm hơn và sâu hơn vào trong phía nội đồng. Một cái điểm cũng đáng lưu ý của đầu 2016 đấy chính là cái hiện tượng El Nino nó sẽ làm cho cái mùa đông năm nay nó sẽ ấm hơn và ít cái rét đậm rét hại hơn. El Nino gây hạn hán khiến 95.000 hecta diện tích lúa và hoa màu ở Tây Nguyên và Đông Nam Bộ thiếu nước. Đặc biệt tại tỉnh Ninh Thuận đã có hơn 6.000 hecta đất lúa không có nước để sản xuất, khoảng gần 23.000 người không đủ nước sinh hoạt. Tại đồng bằng sông Cửu Long, xâm nhập mặn xuất hiện sớm và cao hơn so với cùng kỳ nhiều năm. Vừa qua, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai công bố thiệt hại do thiên tai gây ra trong năm 2015 lên đến hơn 8.000 tỷ đồng, trong đó một nửa là do hạn hán, thiếu nước gây ra. Chúng ta biết El Nino không phải là biến đổi khí hậu. Nhưng mà biến đổi khí hậu nó làm cho El Nino cái tần suất xuất hiện nó nhiều hơn mà cũng như cái mức độ khốc liệt nó lớn hơn. Năm 2015 là năm có El Nino là mạnh, có người thì có đánh giá cho là mạnh nhất trong lịch sử, nhưng mà phải nói là rất mạnh. Và chính vì hiện tượng El Nino đã gây cái cực đoan khí hậu ở nhiều vùng thế giới và đặc biệt ở Việt Nam. Đến tháng 11 mà chúng ta thấy hôm nay mới là có cái lạnh đầu tiên. Dự báo El Nino vẫn còn hoạt động mạnh từ nay đến tháng 3 và có độ trễ thêm 3 tháng nữa. Điều đó cũng có nghĩa Việt Nam chuẩn bị đối mặt với một mùa khô được đánh giá là khốc liệt nhất trong lịch sử. Mới đây, báo chí phản ánh Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội đã để hàng chục tấn rác thải y tế như dây chuyền dịch dính máu, xi lanh dính máu bị tuồn ra bên ngoài. Những rác thải này được thu mua để tái chế thành những ống hút, thìa nhựa, hộp sữa chua và hàng nghìn sản phẩm quen thuộc khác đang được đông đảo người tiêu dùng sử dụng. Trước thông tin này, Bộ Y tế đã gửi công văn đề nghị bệnh viện kiểm tra xác minh và báo cáo vụ việc nghiêm trọng trên. Theo đó, Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện Bạch Mai kiểm tra và xác minh lại thông tin trên, tăng cường công tác quản lý chất thải y tế theo quy định hiện hành. Trong trường hợp phát hiện sai phạm, phải nghiêm túc xử lý các cá nhân và tổ chức có liên quan vi phạm các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực quản lý chất thải y tế. Trước đó vào chiều 8 tháng 1, Bệnh viện Bạch Mai đã tổ chức họp báo thông tin về vụ việc bệnh viện xử lý rác thải y tế và bán ra bên ngoài. Tại buổi họp, Bệnh viện Bạch Mai thừa nhận sai sót vì đã để xảy ra tình trạng trên. Bệnh viện không có chủ trương làm như vậy. Đây là bài học cho khoa kiểm soát nhiễm khuẩn. Công tác quản lý rác thải nói riêng, quản lý trong bệnh viện nói chung sẽ được chấn chỉnh. Bên cạnh đó, những nhân viên làm việc không đúng sẽ bị xử lý. Phòng cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long đã náo loạn khi một thanh niên đeo khẩu trang, rút dao, truy sát bệnh nhân đang được cấp cứu vào chiều tối qua. Hôm nay hung thủ gây án đã bị bắt, tuy nhiên nạn nhân bị truy sát cũng đang trong tình trạng nguy kịch. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã bắt khẩn cấp Khư Văn Minh, 27 tuổi, quê ở xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Sau khi xông vào bệnh viện truy sát Lâm Kim Hoàng, 36 tuổi, ngụ ở huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, khiến nạn nhân phải chuyển viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Tại cơ quan công an, Minh khai nhận có mâu thuẫn với Hoàng nên đã gặp Hoàng để giải quyết rồi tấn công anh này bị thương. Sau đó, nạn nhân được người nhà đưa đến bệnh viện. Minh tiếp tục xông vào phòng cấp cứu, tấn công khiến đối thủ thủng phổi. Hoàng sau đó đã được chuyển lên bệnh viện Đa khoa Cần Thơ nhưng hiện đang trong tình trạng nguy kịch. Hiện vụ việc tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.
Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Sông Mã, tỉnh Lạng Sơn La vừa bắt hai đối tượng buôn bán hơn 2 kg ma túy và 4.000 viên ma túy tổng hợp tại bản Nà Giòn ở xã Mường Cai, huyện Sông Mã. Hai đối tượng bị bắt giữ là Sộng A Cha sinh năm 1977 và Sộng A Tạ, tên gọi khác là Sộng Chánh Ninh. Cả hai đều trú tại bản Tà Lát, xã Mường Cai, huyện Sông Mã. Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy, Công an huyện Sông Mã đã thu giữ tại chỗ 6 bánh heroin có trọng lượng là 2.096,66 g và gần 4.000 viên ma túy tổng hợp, một xe máy, 3 dao nhọn, 2 điện thoại di động cùng nhiều tăng vật khác có liên quan. Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận đã mua số ma túy trên của một người đàn ông không rõ danh tính và địa chỉ để mang bán kiếm lời. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ. Chiều ngày hôm nay, lực lượng công an thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành vây bắt nhóm đối tượng buôn bán ma túy tại một căn nhà ở trong hẻm 183 Nguyễn Thượng Hiền ở phường 6 quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh. Gần 100 cảnh sát công an phường đã bố trí lực lượng chốt chặn vây giáp ngôi nhà trong hẻm 183 Nguyễn Thượng Hiền vào thời điểm đang có đối tượng đang giao dịch mua bán ma túy. Nhiều đối tượng đã tháo chạy khỏi hiện trường. Tuy nhiên, cơ quan chức năng đã bắt giữ được khoảng nhiều người có liên quan, trong đó có một đối tượng là chủ ma túy. Thông tin ban đầu cho biết, lực lượng chức năng đã thu giữ tại hiện trường ít nhất là 80 tép nghi là ma túy. Theo nhiều người dân sống quanh khu vực này, hẻm 183 Nguyễn Thượng Hiền là một khu phố có tình hình an ninh phức tạp. Nhiều vụ buôn bán tàng trữ ma túy đã được phát hiện ở đây. Nhằm nâng cao năng lực quản lý nước sạch trên địa bàn Hà Nội, tổ chức JICA Nhật Bản phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội triển khai xây dựng dự án xây dựng năng lực và đào tạo công nghệ giảm thất thoát thất thu nước. Công ty nước sạch Hà Nội là đơn vị được bàn giao triển khai dự án này. Dự án có tổng vốn đầu tư tương đương gần 11 tỷ đồng, trong đó vốn viện trợ không hoàn lại của JICA thông qua chương trình đối tác phát triển gần 9 tỷ đồng để chi phí cho hoạt động đào tạo giảm thất thoát thất thu, cử chuyên gia Nhật Bản tới Hà Nội cung cấp thiết bị tìm kiếm rò rỉ, hỗ trợ công nghệ để phát triển và cung cấp tài liệu tập huấn, danh mục thiết bị do phía Nhật Bản cung cấp. Vốn đối ứng do chủ dự án tự bố trí 1,6 tỷ đồng để chi phí cho mua sắm phương tiện, phòng làm việc, trang thiết bị cần thiết để đào tạo và tìm kiếm rò rỉ, sửa chữa rò rỉ, thay thế đồng hồ bị hỏng hoặc thiếu chính xác được phát hiện trong quá trình thực hiện dự án. Thời gian thực hiện dự án là từ năm 2016 đến năm 2018. Dự án xây dựng năng lực và đào tạo công nghệ giảm thất thoát, thất thu nước nhằm xây dựng năng lực quản lý thất thu, thất thoát, áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, giảm rò rỉ trên hệ thống cấp nước, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh và đảm bảo dịch vụ cấp nước đến khách hàng. Phát triển một hệ thống tuần tự về nguồn nhân lực, về giảm nước thất thoát, thất thu, đào tạo các ứng viên để trở thành người chuyên trách các kỹ năng thực tế, giảm thất thoát, thất thu và có khả năng trình bày hướng dẫn tái đào tạo các ứng viên khác. Nhu cầu nước sạch của người dân tại các đô thị là rất lớn, trong khi đó thì nguồn cung chưa bao giờ đáp ứng đủ, còn các dự án thì lãng phí. Câu chuyện người dân khát nước sạch tại phường Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội có thể được xem là một ví dụ điển hình. 8 năm kể từ khi trạm cấp nước ở đây được phê duyệt và hoàn thành xây dựng, công trình này vẫn chưa cung cấp được một giọt nước sạch nào cho người dân nơi đây. Những chiếc chai đựng nước sạch của nhà bà Ngô Thị Tâm. Từ nhiều năm nay, chúng là nguồn nước chính của gia đình. Dù chất lượng nước không hẳn đã được đảm bảo. Tôi cũng không yên tâm về cái nguồn nước ở chỗ này. Đấy. Lúc thì đen, lúc thì vàng. Đấy. Nên là chúng tôi cũng lo lắng về chuyện nước ở cái khu vực này. Đấy. Nó nhiều cái bẩn thối, cống rãnh rồi đi ra rồi. Nước phân, nước giếc là nó ngấm xuống, là nó ăn ngấm vào nước, là nước nó là mình hút lên là mình ăn thôi. Trong khi gia đình bà Tâm cùng rất nhiều gia đình ở đây đang hàng ngày mong mỏi nước sạch, thì trạm cấp nước này lại chưa thể cung cấp được một giọt nước nào. Dù trước đó, nó được xây dựng trong niềm vui mừng và sự kỳ vọng đem lại cuộc sống tốt hơn cho những người dân nơi đây. Cùng với đó, nhiều gia đình cũng sẵn sàng bỏ ra số tiền không hề nhỏ để lắp đặt đồng hồ và đường ống nước sạch vào tận nhà. Nhưng đến nay, những con số chưa một lần nhảy múa. Hai cái đồng hồ là mất gần 2 triệu bạc. Là và thế nhưng mà tình hình đến năm bây giờ là hiện nay nước sạch không có, thì chúng tôi đã có phản ảnh đối với các kỳ tiếp xúc cử tri, chúng tôi đề đạt lên phường
nhưng mà phường thì cũng chỉ có đề xuất lên với quận, với thành phố, thì nhưng mà nước sạch thì hiện nay là vẫn chưa có, thế không biết là đến bao giờ mới có. Riêng cái xóm nhà tôi nó cũng phải mất 400-500 triệu, tại vì có nhà mất hơn 2 triệu, đấy. Thế nhưng mà vì các anh cứ bảo là sẽ có nước về thì đằng nào cũng phải đóng tiền. Đấy, cứ đóng tiền trước đi thì sau không phải đóng. Thế nhưng mà đồng hồ thì hết hạn 3 năm rồi. Xem giấy bây giờ tờ vẫn còn nhưng hết hạn rồi. Thế nhưng mà chả thấy nước đâu cả. Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo phường Thượng Cát cho biết nguồn nước tại các điểm khoan không đảm bảo chính là nguyên nhân khiến công trình này không thể đi vào hoạt động. Hiện nay chúng tôi cũng đã làm việc với công ty nước sạch và cũng xác định rằng công ty nước sạch là công ty kinh doanh cái nguồn nước này. Và chúng tôi cũng đặt vấn đề với công ty là anh sẽ đầu tư toàn bộ. Còn người sử dụng cái nước sạch của anh thì có trách nhiệm phải trả tiền. Và chúng tôi cũng chưa đặt vấn đề là người dân tiếp tục phải đóng góp. Và bây giờ nếu như sau này mà thực hiện được đúng như thế này thì còn lại cái phần giải quyết những cái tồn tại của nhân dân trước đây đóng tiền như thế nào thì chúng tôi sẽ có những cái bàn bạc để thống nhất. Cũng theo ông Thành, thì dự án nước sạch sẽ sớm được triển khai trở lại để trong năm 2016, nhân dân Thượng Cát sẽ được dùng nước sạch. Được đầu tư xây dựng với số tiền không hề nhỏ, dự án này có lẽ đã thỏa mãn được một số mục đích nào đó ngoài việc cấp nước. Kết quả từ cơ quan chức năng về việc 200 tấn cá của làng bè Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai bị chết đã được chính thức công bố vào sáng ngày hôm nay. Và theo đó thì người dân thực sự sẽ mất trắng mà không nhận được bất cứ đền bù hay hỗ trợ nào vì nguyên nhân thuộc về chính họ. Nhiều hộ đã mất đi cả gia tài sau vụ cá này. Trong kết luận này, cơ quan chức năng không đề cập đến ảnh hưởng của hệ thống xả thải từ khu công nghiệp Biên Hòa 1 đối với dòng nước nuôi cá ở làng bè. Có đến hơn 100 cống xả xuất hiện quanh vị trí các bè cá, nhưng kết quả của Trung tâm Quan trắc Kỹ thuật Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai lại không ghi nhận được sự ô nhiễm nguồn nước vào những ngày cá chết. Phòng Kinh tế thành phố Biên Hòa cho biết, vì nguyên nhân được xác định do cách thức nuôi cá và chế độ thủy chiều bất thường nên sẽ không có hỗ trợ hay đền bù nào cho 200 hộ tại đây. Trước đó, kết luận từ các đơn vị kiểm định đều cho rằng nguyên nhân cá chết là do hàm lượng oxy hòa tan DO trong nước quá thấp, dẫn đến cá chết hàng loạt kéo dài từ cuối tháng 12 năm 2015 đến đỉnh điểm là ngày 3 tháng 1 năm 2016. Cơ quan chức năng nhận định vì mật độ nuôi cá quá dày, thức ăn nuôi cá chứa nhiều tạp chất, không đúng hướng dẫn quy định của ngành thủy sản nên ảnh hưởng đến không gian sống của cá. Chỉ mới gần một tháng kể từ khi công bố đường dây nóng, Thanh tra Chính phủ đã nhận được hơn 300 tin nhắn về quà biếu và tố giác tham nhũng có giá trị. Điều đó đã phản ánh một thực tế là tình trạng quà cáp, biếu xén hay tham nhũng đang hết sức phổ biến nhưng lại tinh vi và khó phát hiện, thậm chí nằm ngoài tầm kiểm soát của lực lượng chức năng. Tuy nhiên, khi đã có một địa chỉ để người dân tin cậy, gửi gắm, thì lực lượng thực thi công vụ sẽ không hết việc để làm, chứ không phải để đến khi ra những phiên tòa, dư luận mới sửng sốt về số tiền quà biếu khủng đến mức nào. Vấn đề là làm thế nào để những thông tin này được trân trọng, tiếp nhận và xử lý đến cùng thì vẫn là vấn đề nan giải. Trực tiếp vào ba đường, ba cái số điện thoại và để cho đỡ áp lực về cho bản thân thôi. Nhưng còn tôi nói công chí là tại cuộc họp báo về công tác thanh tra cách đây một ngày, chuông điện thoại của ông Phạm Trọng Đạt, cục trưởng cục phòng chống tham nhũng, thanh tra chính phủ đổ chuông liên tục. Ông Đạt cho biết đây chính là một trong ba số điện thoại đường dây nóng của thanh tra chính phủ về quà biếu và tham nhũng trước dịp đại hội và Tết Nguyên đán. Thì đến bây giờ là 25 ngày ta đã thu được 329 cuộc điện thoại và nhắn tin ở ba số máy này, chủ yếu là hai số máy của di động cục trưởng ở trên khắp 27 địa phương trong toàn quốc và ở 12 bộ ngành. Thanh tra chính phủ công bố đường dây nóng sớm hơn mỗi năm, tức là hàng năm thì chúng tôi công bố đường dây nóng đó là trong cái dịp là Tết Nguyên Đán, trong vòng thời gian khoảng một tháng. Nhưng mà năm nay chúng tôi thấy là tình hình trước cái thềm đại hội đảng lần thứ 12 thì có nhiều vấn đề người dân rồi cán bộ cũng bức xúc, cho nên chúng tôi cái mở đường dây nóng nó sớm hơn. Làm sớm đã có nhiều tin nhắn. Do vậy, nhìn từ câu chuyện vụ án Agribank Nam Hà Nội, có ý kiến đề nghị kiểm soát chặt chẽ các giao dịch có giá trị. Tôi đề nghị chỉ đưa vào mỗi một thiết chế thôi, rất đơn giản. Đó là gì?
đó là tất cả các giao dịch của mọi chủ thể trong xã hội có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên, nếu không thông qua ngân hàng thì được coi là bất hợp pháp. Thu luôn. Kiểm soát chặt chỉ là điều kiện đủ, còn thanh tra chính phủ đề xuất điều kiện cần là coi tin nhắn quà biếu hay tố giác tham nhũng, dù nặc danh cũng phải được xem xét thấu đáo. Sau này sẽ nghiên cứu đề xuất tổng ra là xây dựng một cái bộ phận chuyên môn tiếp nguồn tin này như các bộ khác ấy, như bộ công an ta gọi là cái nơi mà chuyên môn tiếp nhận và xử lý nguồn tin tố giác tội phạm, còn đây chúng tôi là tố giác tội phạm tham nhũng. Trong trường hợp cụ thể có những cái loại đơn mà có thể có những cái chứng cứ, những cái cơ sở rất rõ ràng thì cũng có thể được xem xét và trên cơ sở nó nắm tình hình để làm rõ thêm, và làm rõ thêm những cái mức độ, nếu mà phát hiện những cái dấu hiệu vi phạm thì sẽ tiến hành thực hiện theo quy định của pháp luật cũng như quy định của điều lệ đảng. Vấn đề ở chỗ, làm thế nào để người dân, cán bộ công chức có kênh thông tin tin cậy để gửi gắm thì chuông điện thoại sẽ lại đổ liên hồi. Bất chấp thực tế đang diễn ra là dù nhận định tình hình tham nhũng diễn biến phức tạp, nhưng báo cáo của nhiều bộ ngành địa phương lại không phát hiện tham nhũng và quà biếu cũng vậy. Tin quốc tế, 4 ngày sau khi Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tuyên bố thử thành công bom nhiệt hạch, Mỹ điều một máy bay ném bom chiến lược B-52 Stryker Forest đến phô diễn sức mạnh trên bầu trời Hàn Quốc. Không chỉ có vậy, Mỹ có thể điều thêm tàu sân bay, tàu ngầm, chiến đấu cơ tàng hình tới Hàn Quốc để răn đe Triều Tiên. Theo đó, bay cùng B-52 ở tầm thấp còn có hai chiến đấu cơ F-16 của Mỹ và hai chiếc F-15 của Hàn Quốc. Nhiều quan chức ở Seoul và Washington khẳng định chiếc B-52 được triển khai lần này mang theo loại bom có khả năng phá hủy các cơ sở ngầm ở Triều Tiên và có thể tấn công trụ sở chỉ huy quân sự của Pyongyang từ vị trí cách xa khoảng 3.000 km bằng tên lửa hành trình. Mỹ chỉ mất 4 giờ đồng hồ cho việc triển khai B-52 từ đảo Guam đến bán đảo Triều Tiên. Không chỉ dừng lại ở đó, một số nguồn tin tiết lộ rằng Mỹ còn có kế hoạch triển khai tới Hàn Quốc tàu sân bay USS Ronald Reagan, tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân và chiến đấu cơ tàng hình F-22. Cũng theo các nguồn tin này, quân đội Mỹ và Hàn Quốc có thể tiến hành sớm hơn kế hoạch phần diễn tập hải quân của cuộc tập trận chung thường niên Đại Bàng Non dự kiến diễn ra vào tháng 3. Được biết, pháo đài bay B-52 từng nhiều lần tham gia các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn, nhưng việc nó bay trên bầu trời Hàn Quốc ít được công bố. Lần gần nhất, loại máy bay ném bom này bay công khai ở bán đảo Triều Tiên là vào năm 2013 sau khi Triều Tiên thử hạt nhân lần 3. Thông tin chùm ma túy khét tiếng thế giới với biệt danh El Chapo vẫn được báo giới đặc biệt quan tâm trong ngày hôm nay. Đặc biệt trong khi chính phủ Mexico nhìn nhận đây là thắng lợi lớn trong việc truy quét tội phạm ma túy, thì người dân lại lo ngại những ngày El Chapo bóc lịch trong nhà tù sẽ là những ngày không bình yên ở ngoài xã hội. Sau 6 tháng, chùm ma túy El Chapo lại bị nhốt ở chính nhà tù Altiplano, nơi mà y đã tẩu thoát ngoạn mục vào giữa năm 2015. Tuy nhiên, những người sống xung quanh khu vực nhà tù lại lo lắng sự an toàn của họ sẽ bị đe dọa bởi băng đảng của El Chapo sẽ không ngồi yên. Tất nhiên chúng tôi lo lắng bởi vì sẽ có nhiều cuộc nổ súng xảy ra hơn. Tôi rất lo cho cháu tôi đang sống ở Zilo Tepec. Cùng lúc có nhiều người Mexico, đặc biệt là người nghèo, đã ước El Chapo không bị bắt. Tôi rất tôn trọng El Chapo. Đây là một sự thật, tôi rất buồn khi ông ấy bị bắt như thế. Tâm lý này xuất phát từ suy nghĩ El Chapo chẳng khác gì nhân vật anh hùng Robin Hood trong văn học dân gian của Anh. Bởi theo họ, El Chapo đã mang tới cho người nghèo Mexico nhiều cơ hội. Ông ấy là một người thông minh. Ông ấy có khả năng xoay sở mọi thứ. Hôm nay, theo nhiều hãng truyền thông quốc tế, El Chapo bị bắt là do giấc mơ màn bạc của mình. Theo đó, chùm ma túy Mexico vẫn muốn làm cho bản thân nổi tiếng bằng cách thương thảo về một thỏa thuận làm phim. Kết quả, cảnh sát và lực lượng quân đội Mexico đã bắt giữ thành công El Chapo cùng tay chân của hắn. Theo nhận định, ông trùm của băng đảng Sinaloa sẽ phải đối mặt với việc bị dẫn độ sang Mỹ. Theo thống kê của chính phủ Mexico, sau lần vượt ngục đầu tiên của El Chapo, bạo lực bắt đầu leo thang ở quốc gia Trung Mỹ. Hiện trạng này được đánh giá là tồi tệ nhất trong giai đoạn 2006-2012, thời điểm Tổng thống Felipe Calderón nắm quyền. Khi đó có khoảng 70.000 người thiệt mạng do các cuộc đấu đá băng đảng ở đây.
công chúa Cristina de Bourbon, chị gái vua Tây Ban Nha, cùng chồng, hôm nay sẽ phải đối mặt với những người chống chế độ quân chủ và các phương tiện truyền thông khi họ bước vào phòng xử án cáo buộc trốn thuế. Bà trở thành người đầu tiên trong hoàng gia gặp các cáo buộc hình sự kể từ khi nền quân chủ được khôi phục ở Tây Ban Nha vào năm 1975. Sau một phiên tòa xét xử tội gian lận thuế dự kiến kéo dài khoảng 6 tháng, công chúa Tây Ban Nha có thể phải chịu mức án 8 năm tù giam nếu ba thành viên của ban hội thẩm nhất trí với lời buộc tội rằng vợ chồng công chúa đã lợi dụng hoạt động của một công ty tư vấn bất động sản Bình Phong để cung cấp tiền phục vụ lối sống xa hoa của bản thân, bao gồm những bữa tiệc tại biệt thự ở Barcelona, các lớp nhảy salsa và những chuyến nghỉ dưỡng tại các khách sạn đắt tiền. Được biết, công chúa và chồng, cựu vận động viên Olympic môn bóng ném Inaki Undankarin, nay là một doanh nhân sẽ ra hầu tòa cùng 16 người khác. Các cáo buộc chủ yếu tập trung vào ông Undankarin, người được cho là đã dùng chức danh công tước Panama của mình để biển thủ khoảng 6,5 triệu đô la tiền công quỹ thông qua Viện NUS. Đây là một tổ chức phi lợi nhuận mà Undankarin lập ra cùng một đối tác với mục tiêu tổ chức các buổi hội thảo và sự kiện thể thao nhằm thu hút khách du lịch. Các cáo buộc còn liên quan đến một số sự kiện chưa bao giờ diễn ra hoặc có chi phí tổ chức cao bất thường tại thời điểm kinh tế Tây Ban Nha bùng nổ ngay trước cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Những khoản tiền chuyển vào công ty bất động sản Arjun để trả cho chi tiêu cá nhân của đôi vợ chồng này phải khai báo thuế, nhưng quá trình trên bị nghi là không được thực hiện. Thông thường chúng ta sẽ thấy những người nghiện thuốc lá cũng thường nghiện rượu. Và đối với một số người hút thuốc lá thì sự quyết tâm bỏ thuốc thường sụp đổ khi có rượu để trên bàn. Đã bao giờ chúng ta tự hỏi tại sao hai thứ này dường như lại đi cùng với nhau? Và mới đây các nhà khoa học đã đưa ra được bằng chứng chứng minh cho mối liên kết giữa hai thói quen xấu này. Nhiều người hay nghiện cả rượu và thuốc lá. Tuy nhiên, ngay cả đối với những người thậm chí không nghiện thuốc lá, uống rượu dường như là một thói quen nuôi dưỡng chất nicotine khó bỏ. Trong khi uống rượu, một số bạn bè tôi, những người đã bỏ hút thuốc, nói rằng họ muốn hút thuốc hoặc họ thực sự bắt đầu hút thuốc trở lại. Theo các nhà nghiên cứu từ Đại học Dược Missouri, rượu và chất nicotine làm tăng tác dụng phụ thú vị của nhau, và nicotine gây ức chế tác dụng gây ngủ của rượu. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra điều này sau khi thử nghiệm những con chuột với một cốc rượu và cốc có chứa chất nicotine. Theo đó, những con chuột tiếp xúc với nicotine, thành phần chính gây nghiện trong thuốc lá, thì não bộ sẽ dễ bị kích thích bởi rượu hơn so với những con chuột không tiếp xúc với nicotine, dùng làm đối chứng. Đồng thời, những con chuột tiếp xúc với nicotine thì sau đó sẽ tìm cách uống rượu thường xuyên hơn những con khác. Phát hiện này cũng cho thấy hút thuốc lá góp phần vào sự phát triển của chứng nghiện rượu và ngược lại. Một khi chúng ta hiểu được nicotine ảnh hưởng đến hệ thống thần kinh có liên quan đến việc lạm dụng rượu, chúng ta sẽ học được cách kiềm chế chứng nghiện rượu và thuốc lá. Ý nghĩa của đề tài nghiên cứu không chỉ để tìm ra cơ chế về mối liên hệ giữa hút thuốc và nghiện rượu, mà qua đó còn giúp tìm ra cơ chế để phòng ngừa nguy cơ nghiện rượu. Vào ngày hôm nay, hàng trăm người táo bạo đã xuất hiện tại khắp các ga tàu ở Đức trong tình trạng không mặc quần, nhằm hưởng ứng ngày không mặc quần dài đi tàu điện ngầm được tổ chức thường niên. Theo đó, những người tham gia gặp nhau ở nhiều địa điểm trên khắp thành phố Berlin, Đức. Họ hình thành các nhóm và tỏa ra tới các ga tàu điện ngầm để bắt tàu. Một khi đã lên tàu, họ bắt đầu lặng lẽ cởi bỏ quần dài rồi gấp quần lại. Hầu hết, họ đọc báo hoặc trò chuyện với bạn đi cùng, giống như những hành khách đi tàu điện khác. Không chỉ có ở Berlin, nhiều thành phố khác trên khắp thế giới như New York, London, Paris, Beijing cũng hưởng ứng sự kiện này. Được biết, sự kiện đi tàu điện không mặc quần được khởi xướng vào năm 2002 ở New York, Mỹ với 7 thành viên của nhóm ngẫu hứng Improv Everywhere, nổi tiếng với các màn nhảy flash mob, đã lên một chuyến tàu trong tình trạng không mặc quần dài. Đến năm 2006, đã có 150 người tham gia và sau 10 năm, trào lưu này còn lan sang cả những nước châu Âu như Đức, Cộng hòa Séc và Anh. Theo nhóm này, ý tưởng đằng sau đi tàu điện không mặc quần rất đơn giản là mang lại tiếng cười cho mọi người, thêm gia vị cho cuộc sống thường nhật, vốn được xem là khá tẻ nhạt của con người. Thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhật ký cuộc sống ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.